địa vị của Bồ Tát. Kinh văn: A Nan, thiện nam tử ấy lòng dục ái khô cạn, căn và cảnh không còn ngẫu hợp, thân tàn hiện tiền, không còn sinh trở lại nữa. Giảng giải: Đức Thích Ca Mâu Ni gọi bảo: A Nan, thiện nam tử ấy lòng dục ái khô cạn. Đấy là những người đã trải qua ba giai đoạn tiệm thứ tu tập như đã luận. Khô cạn chỉ những người không còn ý nghĩ về yêu đương, tình dục. Căn và cảnh không còn ngẫu hợp. Sáu căn không còn dông ruổi theo sáu trần. Thân tàn hiện tiền, không còn sinh trở lại nữa. Thân tàn là một chút vô minh còn lại trong người tu. Chút vô minh ấy sẽ không tiếp tục sinh khởi nữa. Kinh văn: Nắm cái tâm rộng sáng, thuần là trí tuệ, tính trí tuệ sáng suốt cùng khắp, soi thấu mười phương thế giới. Chỉ có cái tuệ khô khan ấy nên gọi là càn tuệ địa. Giảng giải: Một chút vô minh còn sót lại, nhưng nó không sinh trưởng, nghiệp chướng còn rất ít, do đó nắm cái tâm rộng sáng, thuần là trí tuệ. Tự tâm của nó hoàn toàn trống rỗng và trong sáng. Tự tính của họ thuần là trí tuệ, có nghĩa để dứt mọi vọng tưởng. Mọi nghĩ tưởng trong tâm của họ chỉ là trí tuệ. Tính trí tuệ sáng suốt cùng khắp, soi thấu mười phương thế giới. Tính của trí tuệ sáng suốt và đầy đặn, chỉ có cái tuệ khô khan ấy nên gọi là càn tuệ địa. Tình cảm yêu đương và dục vọng đã khô khan, tất cả chỉ còn là trí tuệ. Đây là giai đoạn của trí tuệ khô khan, hoặc còn gọi khởi đầu tư tưởng kim can. Kim can có nghĩa kiên cố, không thể hoại diệt. Đây là bước đầu để tiến sát đến hiện thể như kim can. 55 ngôi vị của hàng Bồ Tát như sau: 1. Thập tín, 2. Thập trụ, 3. Thập hạnh, 4. Thập hồi hướng, 5. Tứ gia hạnh, noãn, đỉnh, nhẫn, thế đệ nhất, 6. Thập địa, 7. Đẳng giác, 8. Diệu giác. Ha ha ha, Bụt Sa Môn Đi So Ha.